Thưa quý vị, sáng nay, hơn 15.400 thí sinh thành phố bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Từ sớm, thí sinh đã có mặt tại các điểm thi để chuẩn bị cho môn thi đầu tiên. Theo ghi nhận, các điểm thi được bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, công an, đoàn viên thanh niên để phân luồng nhắc nhở phụ huynh không đậu xe trước cổng trường để tránh ùn tắc giao thông và hỗ trợ thí sinh khi cần thiết. Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo cũng tiến hành kiểm tra một số điểm thi, trong đó chú trọng việc tuân thủ quy định thi, công tác phối hợp tổ chức thi. Đặc biệt năm nay có cái điểm mới là đối với thi lớp 10 thì chúng tôi có tham mưu ủy ban là cho chủ trương là dừng xe ô tô tải, xe semi remote trong những cái thời gian mà trong các ngày thi. Đến nay thì mọi công tác tổ chức trên phố Đà Nẵng đã sẵn sàng và chu đáo. Những ngày hôm qua là chúng tôi đã triển khai cái việc tổ chức cho lần nữa cho cán bộ giáo viên học và quy chế quy định thi, rồi thí sinh cũng vậy. Sáng nay thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, từ 8 giờ đến 10 giờ. 33 điểm thi trên địa bàn thành phố đã sẵn sàng cơ sở vật chất, phương án, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Trước áp lực cạnh tranh cao ở kỳ thi này, các thí sinh cũng chuẩn bị cho mình kiến thức và tâm thế thật tốt để có thể vào được ngôi trường mình mong muốn. Em dậy lúc 5 giờ, giờ em đang rất là lo, hơi run. Em kỳ vọng em được 50 điểm để cho ba mẹ với lại bản thân của em vui vào trường mà em mong muốn. Ở ngày đầu tiên thì em dậy cũng sớm, gọi là cũng tầm 4-5 giờ. Với cái tâm trạng hiện tại thì em thấy rất là bình tĩnh và bình thường, vì kiểu mình mà bị tâm lý mình bước vào phòng thì mình không có làm bài được. Tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2023-2024, Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 257 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024 ở Đà Nẵng là 11.432 chỉ tiêu, biên chế thành 266 lớp, trong đó trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn 300 chỉ tiêu, biên chế 13 lớp. Buổi chiều thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 90 phút.